Anh em cần mảnh gốc của trái kim này mà không bị kỳ nhiệt cao, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 để ông Thuận đi tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản trái kim này Thuận đã bán qua và bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về bán cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận các kết chỉnh sửa lọc bỏ ánh tăng đè và bản tất cả các loại kinh doanh mới theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sang 7. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của tiếng Anh này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp ông Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng Anh này Thuận đã bán qua và bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, có về bán cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chỉ nhận các kết chỉnh sửa lọc bỏ ánh tăng đè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem ra clip này nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Sang 7. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần mảnh gốc của trái kim này mà không bị kỳ.